Ôi, người ta nói không có ai sang như Minh đó các bạn ơi. Các bạn biết Minh sắm nguyên cái dream house này á, Minh chùm có mỗi cái ớt thôi, cái bưởi thôi đó các bạn. Hôm qua hả, gió quá chừng gió luôn, cái bằng là gió nó bay tơi tả luôn. Những tấm tôn Minh đậy cây rau răm rồi này kia nó bay hết. Vui lắm. Bây giờ các bạn vô nè, các bạn coi trong cái dream house của mình có gì nha. Hôm nay á, là chỗ mình á, là 46 độ, nhưng mà nó hồi đêm xuống á, nó có hai mươi mấy độ thôi. Cho nên á, bây giờ nó 40 mấy độ, nắng rất là gắt nhưng mà nó không đánh tan nổi cái lạnh đâu các bạn. Nó vẫn còn lạnh. Mình mở cái greenhouse mình ra các bạn coi nè. Không có còn cây gì hết. Mình đem chậu hẹ vô đây mình ăn rồi, bây giờ nó đâm đầu lên được như vậy nè các bạn ơi. Ôi đẹp quá ha các bạn ơi. Ồ. Mình cắt mình ăn rồi bây giờ lên được nhầy, nó lên tốt hơn là ở ngoài. Ở ngoài nó không có tốt bằng. Ở ngoài nó bằng nửa này à, trong này nó ấm hơn ha. Ban đêm nó không lạnh bằng á cho nên nó được hơn nè. Rồi chanh dây của mình thì chết rồi. Không có hết các bạn ơi, mình không để hết. Mấy cây ớt mình thì nó móc meo nó chết hết rồi. Mấy cây sả cũng không chịu nổi ở cái greenhouse này. Mình để ở trong cái dép nhà mình á thì được, nhưng mà để đây thì nó không có được. Mà mình thương mỗi cây bưởi này các bạn, cho nên là mình đem cây bưởi, mình đem mua cái greenhouse mình trồng cây bưởi. Mục đích của mình là chỉ mỗi giữ cây bưởi này thôi. Mình ăn hạt ngọt quá rồi mình trồng á các bạn. Mình năm ngoái mình để nó ở ngoài cái greenhouse kia thì mình thấy nó vẫn tốt, vẫn sống, cho nên năm nay mình cho nó xuống đất, cái gốc nó bự bự vậy rồi nè các bạn ơi. Cũng được á ha. Cái gốc nó cũng được như vậy rồi nè, bự bự rồi nè các bạn. Được ba nhánh. Bây giờ á, là bữa hổm mình có ra thăm thì nó bị thúi cái ngọt đọt của nó bà các bạn, lạnh á nó húi, mình cắt rồi bây giờ nó đang thúi tiếp nè, bây giờ mình cắt nữa ý, nhưng mà nó đâm đâm ngọn non lên rồi, nó đâm cái chồi phải không, cái chồi hay cái lá mình cắt đây ta. Nói chung là không không có chết, không có hết nha các bạn, mà mình để sát với lại cái cửa luôn, nó cũng hơi lạnh đó nhưng mà nó không có chết. Coi như là mua cái greenhouse này nó để trồng mấy cây ớt để mình hái vậy xong thôi, rồi còn là trồng mỗi cây bưởi rồi thôi các bạn. Nhưng mà những cái cây trong này mình không có dọn đâu, các bạn biết tại sao không? Tại vì trong này mình để hoa 10 giờ nó trụi thiệt á, nhưng mà cái hột nó còn, sang năm nó sẽ mọc lại. Tại vì mình thấy mình để hoa 10 giờ của mình ở ngoài đất á thì nó đã tuyết đè này kia rồi, tới mùa hè nó cũng lên lại cho mình nè các bạn. Cho nên mình biết rằng nó sẽ mọc lại. Chết hết rồi. Cây cẩm tú mai cũng chết, cây táo tàu chết luôn rồi. Cây táo tàu đây chết luôn rồi. Không, cái gốc nó còn xanh xanh. Hy vọng. Cây cà pháo chết luôn rồi. Mình không có giống cà pháo. Mình xin được cây cà pháo mình trồng mà nó chết rồi. Rồi, không còn gì hết. Cây ớt này mình chùm thử cái tấm ni lông coi, nó cũng chết luôn rồi. Thôi, nay mình dọn để mình trồng cải mình ăn đi. Đó. Rồi chuẩn bị ôm cây rồi mình bỏ vô đây. Rồi cây ớt mình chùm kiểu này cũng không sống. Nói chung là dù hai lớp ni lông cũng không sống đâu. Còn cái loại cỏ này á các bạn, mình có cái chị kia chỉ chia sẻ vậy nè. Cái cỏ này mùa xuân nó mọc lên nhưng mà mùa hè nó tự rụi các bạn. Mà cái lá cỏ này nó sẽ làm tốt cho đất, cho nên mình đừng có làm nó nha các bạn. Mình cứ để cho nó tự sống rồi tự chết đi, mình đừng có làm cỏ. Thấy cỏ vậy chứ thật ra nó cũng có tốt cho đất lắm các bạn. Rồi mình phát hiện ra cái chậu này đây rồi. Các bạn biết chậu gì không? Queen. Rồi không sống. Mình cắm mấy cành queen nè, không sống, không lên. Không lên. Không lên. Chết hết rồi, không được cây nào hết. Queen này không biết queen gì mà nó không sống ta. Khô hết rồi. Nói chung là khi mình tỉa cành đó các bạn, mình tiết tiết mình cắm vô, chết hết rồi. Đừng nói cây queen là cây queen trắng nha, chết hết rồi. Chết hết rồi. Nói chung là cái greenhouse này là mình sắm là chỉ có mỗi
mỗi cây bưởi là còn sống rồi. Vui quá à. Bây giờ mình đi qua cái greenhouse bên kia. À, mấy em vịt, mấy em đi theo mình. Đây là cây gì ta? Cây gì mình cắm đây? Có rễ không? Không có. Có rễ không? Không có. Chắc chết hết rồi, lạnh quá mà chị sao nổi. Chắc chị không nổi đâu, chết hết rồi. À, chắc cây này là cây lồng đèn phải không? Đúng rồi, chắc cây lồng đèn á. Mình cắm mà nó không sống luôn. Lạnh lắm các bạn ơi, bên mình lạnh lắm, hai mấy độ mà sao chịu nổi. Thôi, mình chia sẻ với các bạn là vậy á, greenhouse sang lắm, mấy bữa hổm vui lắm. Mình ra mình thăm á, dưới này á, chuột có đùng 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 lên quá trời luôn. Tại vì mình để cây ớt vô mình đâu có lót được đâu, cho nên là cái greenhouse của mình nó vậy á các bạn ơi. Giờ mình ra qua greenhouse bên kia mình thăm ha các bạn. Không có greenhouse nào mình để hết á, mình để không vậy ha. Mình mở cái greenhouse của mình ra để mình cho nó không khí nó vô cho nó thoáng á các bạn. Mình phát hiện có một trợ thủ đắc lực của mình đang bơi đất tìm trùng, tìm xà lất giết giùm mình nè các bạn. Đây, trợ thủ đó rất là mê làm, không có để ý đến mình luôn á. Một bầy mà đi ăn một mình luôn. Cái này gọi là đánh lẻ nè các bạn. Em bới khí thế lắm. Đây, trong greenhouse này á, thì mình để mấy cây sung mà mình chiết nhánh rồi mình để trong này. Trong này thì rau má của mình lúc đầu tốt lắm các bạn, rồi từ từ nó teo luôn các bạn, nó rụi hết luôn. Nhưng mà không sao đâu, mùa xuân nó lên lại à. Đây là mấy cây hành nắng mình bứng ra mình trồng trong này, làm cảnh cho nó đẹp. Đây là mấy cây chanh mai các bạn. Đọc là mai, mai hay gì đó. Nói chung là cây chanh này là chanh nó nhiều nước thơm. Đây là cây tắc minh ương từ hạt, nó bị thối cái ngọn, cắt nó đi. Cây này nếu mà đến này nữa là hai mùa đông rồi các bạn. Minh ương mùa hè năm kia, năm ngoái mình để trong cái đét của mình đó thì thấy nó còn sống, cho nên năm nay mình đem ra để đây. Bữa đây thì lạnh hơn cái đất nhà mình, tại cái đất nhà mình thì nó gần với lại cái nhà của mình á, thì nó cũng được hưởng sái ấm ấm một chút. Còn ra đây là giữa đồng không mong quạnh, nó lạnh, cho nên là nó không được tốt. Mà các bạn biết không, từ tháng 11 tới giờ, tháng 10 giờ mình không có tưới đâu các bạn. Nó tự bốc hơi lên, nó rớt nước xuống rồi cái cây nó tự vậy đó. Nói chung là nó ngủ đông đó các bạn. À, mình tỉa những cái lá nó vàng xấu đi rồi mình sẽ chăm sóc nó lại coi. Mình làm bonsai tại vì mình biết mình trồng 4 năm nó mới có trái lận, mà mình trồng tốt quá mình đem vô nhà không có chỗ, cho nên là mình trồng nó nhỏ nhỏ thôi, làm kiểng chơi trong nhà cho nó đẹp. Còn đây là mấy cây chanh thái mình ươn lên đẹp lắm. Nhưng mà các bạn biết gì không, mình cũng chơi kiểu bonsai luôn, mình cho nó không phát triển để cho nó nhỏ nhỏ các bạn mới dễ thương. Tính của mình thì vậy đó, mình thích chơi cây nhỏ nhỏ thôi, cây bự quá mình ra vô không nổi. Mình thích chơi cây nhỏ nhỏ thôi, cho nên mình ươn xong rồi mình quăng nó ngoài đây luôn đó. Thì nó lạnh quá nó thối cái ngọn các bạn, nó thối cái ngọn thì mình cắt cái ngọn nó đi, miễn cái gốc nó còn là được rồi, từ cái gốc nó sẽ cho mình nhánh khác. Chanh thái đẹp thì mình bán rồi, còn chanh thái xấu là mình giữ lại để mình làm bonsai, chứ không ai mua đâu. Cho nên mình thử nghiệm vậy đó các bạn, mình để vào greenhouse không hít nè các bạn, chanh thái nó không có chết đâu các bạn ơi. Cái này chết gần hết luôn rồi.
mình chia sẻ cho các bạn biết là cây chanh Thái ở trong greenhouse không có hít qua mùa đông, âm 19 độ có luôn á các bạn. Không phải âm 19, lộn. 19 độ F. 19 độ F là nhiêu độ C ta? Âm bao nhiêu độ C ta? 32 độ là 0 độ nè. 32 độ là 0 độ. 32 độ là 0 độ. 22 độ là âm 5 độ. Ồ, âm 6, 7 độ vậy đó các bạn. Đó là những cái cây của mình là nó như vậy nè, mình chia sẻ cho các bạn cùng biết ha. Mùa đông không hít để trong greenhouse. Hôm qua gió quá trời chốc nóc rồi. Gió nó thổi chốc nóc cái greenhouse rồi. Còn ở dưới này á, ô cái chậu này chết rồi. Chậu này ba cây chết rồi. Chết hay không kệ, cứ cắt đi tính sao. Dưỡng được lại là dưỡng. Đây là chanh Meyer luôn nè. Mình tỉa hết. Đây là chanh Thái nè. Cắt ngọn đi cho đâm nhánh lên. Mình cắt ngọn hết luôn. Để cái này sẵn quá, nó dry hết ta. Cắt luôn. Đẹp lắm á các bạn, hồi hè đẹp lắm á. Nhưng mà mình không có đem vô nhà hết được. Đem vô nhà trước sau gì cũng có con nhỏ đó, mình ghét lắm. Cho nên mình để ngoài này. Để ngoài này coi nó sống hay không để mình chia sẻ với các bạn luôn. Đó, vậy thì là nó sống nè các bạn. Ở còn đây là cây gì trong này mình cũng không biết nữa, mình trồng cái gì mình không nhớ luôn á các bạn. Rồi, còn đây là cây su su của mình nè. Su su mình ụp lại như vậy nè. Chưa đâu, bây giờ nó chưa lên đâu. Tháng 5 nó mới lên lận. Tháng 5 nó mới lên lận. Mình cứ để như vậy đi, coi tháng 5 nó lên lại không. Mùa này là mùa thứ tư á, nếu mà nó lên là mùa thứ tư á. Còn bên này là ngò gai của mình nó rụi hết rồi. Đây là chỗ ngò gai nó rụi rồi. Bên này là rau lau má rụi luôn rồi. Giờ mình lên đây mình coi mình còn cây gì nữa ha. Đây là cây chanh Thái nữa nè. Mình cũng thí nghiệm mình trồng nó xuống đây luôn nè các bạn. Mình trồng hai cây mà đâu mất hết cây rồi. Chết rồi. Còn có 1 cây à. Cây kia chắc nó nhỏ con hơn nó chết rồi. Cây này nó khỏe khỏe hơn thì nó còn được nè. Đó. Rồi bên này là cây lồng đèn. Lồng đèn thân gỗ. Mình cắm nhánh nè các bạn. Cái lá này hư rồi nó không lên đâu. Cắt luôn. Nó được 2 cây. 3 cây. Rồi. Đây là cây queen nè các bạn. Mình cắm queen á. Queen. Đây là đất hay đây là cây queen hay là cây cỏ đây không biết nữa. Thôi kệ cứ để đó đi. Cái lá giống lá queen quá vậy. Đó, cây này là cây queen nha các bạn nha. Hai màu đó, hai chậu hai màu đó nhưng mà mình không biết là màu gì với màu gì nữa, quên để tên rồi. Lúc mình làm á thì mình nói là mình sẽ nhớ. Nhưng mà ngày này ngày nọ mình quên mất tiêu rồi. Không nhớ các bạn ơi. Nó te tua giống chủ nó không các bạn. Cái chậu nó bể rồi mà mình cũng tiếc. Cái này giống như ra cái bông vậy ha. Giống như ra cái bông chỗ này á các bạn. Đừng nói bông chỗ này nha. Đúng rồi. Dễ thương quá vậy. Nó mà ra bông là dễ thương lắm luôn á các bạn ơi. Ở đây cũng có 1 cái nữa nè. Giống như là nó muốn chóm bông vậy á. Để coi coi thử coi. Ồ, nếu mà nó ra bông là dễ thương lắm luôn á. Nó lùn xịt mà nó có bông hả. Chứ không phải bông đâu ha, lá đó. Đó là mình cắm á các bạn. Mình cắm 10 cây chết 7 còn 3 nè. À, cắm đại rồi các bạn ơi. Khi mà mình tỉa mình cắm đại à. Còn cái cây này là cây gì không biết nữa. Mà mình đi gara sale á. Cây này nó có nụ lên nè. Cái người ta bỏ cái chậu, mình xin cái chậu. Trong cái chậu nó có cái gốc. Mình thấy có cái mầm sống rồi. Mình để đây mình lạnh quá chắc nó không lên. Chắc mùa xuân nó lên á. Rồi mình chia sẻ với các bạn vậy đó. Trong greenhouse nó không có hít thì nó sẽ sống được cây gì và chết cây gì ha các bạn ha. Để các bạn có trồng trọt thì các bạn cũng biết. Nhiều lúc các bạn đem vô mà các bạn không biết nó chịu không nổi là nó sẽ chết á. Uổng lắm ha các bạn. Những cái cây mà mình sống được là mình thấy vậy đó. Tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn trong video sau nha.